Cao Bồi đã trở lại giới thiệu xúc xích sốt lắc heo cao bồi mới này nhiều hơn với 4 cây xúc xích cùng nĩa đa năng công thức mới ngon hơn xúc xích sốt lắc heo cao bồi mới 3 cây thêm 1 ngon hơn giá không đổi. Mưa này không biết anh Thái cho quay cái gì nhỉ? Ừ. Mà anh Thái đâu rồi? Hả? Bọn em đứng đây cùng anh. Anh quay em biết được khỏi cái đầu gối của anh ấy. Quên. Mưa này buồn quá, hay là làm thơ cho anh Thái đi. Ngon này mày thử xón ra mấy câu ra xem nào. Dễ, nghe đây này. Đông về mang theo mưa gió. Tí no nhưng ta vẫn thèm thịt chó. Được. Hay là đến rồi em. Trời thì mưa. Bồ thì chưa. Tao gì cụt lún rồi mày. À chào mấy đứa. Chào tất cả các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình nhá. Chào bạn. Thế anh Thái đâu mà làm bọn em đi sớm mất hết bao nhiêu thời gian. Đi sớm cái gì của mày, bọn mày đi muộn này, bọn tao đi sớm. Lâu quá không có việc gì làm đi chuẩn bị đồ để quay đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ làm chế tạo nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chế tạo một cái lò nướng. Lò nướng tự động, automatic luôn các bạn ạ. À anh Thái mua hộp xúc xích heo cao bồi này để làm lò nướng xong rồi nướng xúc xích heo cao bồi phải không? Ôi ơi, thằng này đánh bạch kim à. Xúc xích heo cao bồi là xúc xích ăn liền, chín rồi nên là không cần nướng đâu. Hôm nay mình chế bếp nướng tự động là để nướng cái gì thì nướng đúng không? Nướng thịt rồi nướng xúc xích rồi thì nướng gì thì nướng. Còn cái xúc xích sốt lắc heo cao bồi này thì anh mua về là để cho mấy đứa lúc thèm lúc đói trong lúc mình chế tạo thì mình ăn nhá. Em thèm rồi. Mày thèm nhanh đi. Mình ăn vị sốt trứng muối canh nha các bạn. Thế thì mình chọn sốt spaghetti nha các bạn. Đây, thế thì mình lấy vị phô mai đi. Thế thì cho mấy đứa ăn nhanh lên rồi quay. Hổ mày là ăn lớn rồi mày còn ăn làm gì nữa hổ? À, lớn thì không ngu đâu, đồ ăn không ăn. Ở nhà. Ông khô cho nó ăn đi các bạn, không mình phân biệt đối xử quá. Con thường mày ăn một mình mày xí 3 hộp này. Lắc lên. Ờ đúng rồi, xúc xích heo bồi ấy là phải lắc lên mới ngon nha các bạn. Ăn nhanh rồi đi lấy đồ quay nào. Thơm á. Lắc phô mai quá thơm luôn các bạn ơi. Ăn nhanh lên trẻ trâu à. Ăn nhanh lên thằng trẻ trâu ấy. Tao bỏ mày đi. Ăn nhanh lên rồi còn quay. Ở đây mình vẫn còn thiếu vị nha các bạn. Tại vì xúc xích heo cao bồi thì ở chỗ mình luôn cháy hàng luôn các bạn ơi. Ở đây mới có 4 vị còn thiếu 2 vị nữa các bạn ạ. À. Còn thiếu sốt tôm sữa với lại lắc thịt nướng phô mai nữa. Đó. Rồi ok nhá các bạn. Thôi mấy đứa ăn xong chưa? Rồi ạ. Rồi thế thì bây giờ chúng ta ăn xong rồi làm sao? Bye bye. Bye bye gì bye bọn này. Thôi bây giờ bọn mình bắt tay vào làm bếp nướng luôn nha. Đi thôi. Bây giờ bọn mình sẽ làm bếp CC. CC là gì mày BBQ. Bây giờ tao mới mày đi lấy xác hàng xì đây. Đi. Thôi bình tĩnh. Hả? Hai thằng trẻ danh mắt mũi chưa sạch như hai đứa ấy thì đi theo thương để mà rửa rau rửa thịt đấy chưa. Chứ còn mấy cái hàn xì rồi thì cắt sắt các thứ ấy để cho anh bảo ông Hổ làm. Rồi chứ gì nữa, Hổ nó có chuyên, nó đã có thâm niên làm hàn xì từ hôm qua rồi nên nó biết làm. Chứ còn mình không biết làm thì đừng có động vào mấy cái thứ nguy hiểm đấy nhá. Thế bây giờ thương với lại hai anh trẻ danh mắt mũi chưa sạch cái đi rửa rau. Rửa rau sạch rồi nhá, tí ăn cho nó ngon đấy. Ừ. Thế còn ba mày tính làm gì đây? Bọn em là những con người lớn rồi, có phải giống ba trẻ con mất mũi chưa sạch đâu mà anh cứ nói mà em làm hết. Đúng rồi. Thôi được rồi. Hay là ba thằng bay đi cắt cái lá tôn để làm cái vách nướng đi chứ hả? Ôi, cắt tôn nặng mới cả cứng lắm, em không cắt được đâu. Em rồi còn chân miếng tay yếu nữa. Thôi cũng được. Hay là thế ba thằng bay đi đặt đi phóng xe máy xuống phố bùa lấy cái. Anh nhìn à, trời mưa to thế này, chẳng may em đi xe máy em trơn em ngã vào. Em là 17 tuổi, em có em bé thì em chuyện lớn đấy. Ờ, tới công chuyện luôn đấy hả? Được. Hay thôi ba thằng bay đi kiếm cái dây điện ở trong nhà để tí làm cái điện cắm vào lò nướng đi chứ hả? Dây điện nhà anh em làm gì biết? Nhà em còn không biết đây này. Rồi thôi ba thằng bay đầu thì to hơn bọn trẻ danh kia chứ còn óc thì bằng bọn nó rồi à? Đúng rồi. Rồi thôi ba thằng bay lại đây ngồi đi. Ngồi chơi. Tưởng anh Thái cho ra đây ngồi chơi. Nó ra đây ngồi tháo cái bếp này các bạn ạ. Đúng rồi, bảo mới làm cái gì rồi. Tháo bỏ cái chân cũ đi để lắp cái chân mới rồi chắc chắn nha các bạn. Thôi bỏ chân ra chúng mày.
Bọn mình lấy cái bếp cũ này để làm bếp tự động nha các bạn. Rồi ba anh em mình đi rửa đã. Đi. Rồi thế này làm một cái chân bếp nướng mới nha các bạn. Mình dùng lại cái bếp cũ thì cái chân của nó là yếu. Lấy 50 phần thôi mày ơi. Hôm nay tao là đại ca của chúng mày nên tao nói gì bọn mày phải nghe theo nhớ chưa? Chị tuổi gì mà làm đại ca của em? Thế hôm nay ngày gì? 20 tháng 10. Thì đấy, hôm nay 20 tháng 10 cho tao làm đại ca một hôm đi. Thế thôi được rồi, thế đại ca muốn bọn em làm cái gì? Hôm nay rửa thịt đi. Ok. Không phải thái ra nhá. Còn mới cái áo mùi này ơi, mày làm ướt là tối không đi chơi được đâu ấy. Chơi với em nào? Mà anh Cún đâu ấy? Anh đây. Anh đang cẩu vú đấy. Cỏ sạch đi, tí nướng thịt cho mới. Ui mưa thế này, đây bỏ ra lấy quả thịt nướng mày ra đi. Nhưng mà ở ngoài đấy có cái ô mà ra đấy lấy thịt nướng xong rồi lấy ô che đi vào luôn. Không ướt được đâu. Ơ đi đi. Ui, lấy cái này đi. Ui giời ơi. Thịt đâu? Ô đâu mày? Đây. Đi mưa à? Đây mưa. Rồi, ô đây rồi, ô đây rồi. Tìm quá chi nước. Đây rồi. Đây rồi. Tìm được cái ô xong ướt người rồi các bạn. Thôi để mình ra tay các bạn ạ. Nhìn hay là ngày rửa ngứa cả mắt. Mang thịt ra xin quyết đứng thôi. Cái chân còn chưa làm xong, mấy đứa đâm thịt vào gấp sẵn đi. Ok. Ok. Bây giờ mình sẽ cắt một miếng tôn để làm cái thành bếp nướng cho nó cao nha các bạn. Rồi, cắt cho cẩn thận nha em. Vâng. Ngáp nó vừa thôi. Ngáp mũi bay nhà anh bay hết vào mồm này rồi. Nhà anh nuôi mũi đấy. Cắn nhà anh tối rồi. Rồi xong. Xong chưa? Rồi. Giờ mày muốn tao làm gì cơ sao chuối? Đẹp phết đấy chứ hả? Thế bây giờ tao hỏi mày con người cần có cái gì thì mới đi được. Thì phải có chân. Ờ. Thế bây giờ mày dùng cái vừa mày cắt ấy để gắn vào cái này này. Để làm cái chân của bếp nướng. Ok. À đơn giản, cứ để tao làm cho. Ờ làm đi. À thì giờ phải chuối bọn mình lắp vào đây để cho nó đi. Rồi, mày thông minh quá à, 10 điểm. 10 điểm. Cái chân này để cho nó đứng thôi ông nội. Cứ chặt nha. Đây, đưa đây cho. Đánh đi. Rồi cho nó lung lay thế này. Hai viên cho nó chắc chắn luôn nha các bạn. Đấy, cái khe này các bạn. Mình sẽ cho cái xiên thịt nướng xuống cái khe này. Xong một khai vào nhà các bạn. Không, đưa anh cái tiếp theo. Mình sẽ cho thịt vào sốt để ướp. Cho hết vào đi để đại ca trộn cho. Thì thật thối ở đây mà bếp vẫn chưa làm xong. Sao? Xong rồi nha các bạn. Quá đỉnh. Ô mà sao không giống cái bếp tí nào nhỉ? Mày dựng được rồi, dựng lại đi. Lần lại đi. Đấy xa. Rồi, em thấy giống cái ghế rồi đấy. À, cái này thì... Sao như này anh Hổ? À, thì cái này mày phải hỏi Thái Chuối. Anh biết gì đâu. Thái Chuối! Làm sao? Thắng nó bỏ nhìn ra cái gì rồi. Ra cái gì? Này đâu phải cái bếp nướng đâu, nhìn ra cái gì rồi. Ô, cái bọn này làm sao nhỉ? Cái này nó gọi là cái... Thôi, anh Thái không cần phải nói nữa. Em hiểu ý anh Thái rồi. Anh Thái định làm cái ghế ngồi phải không? Bọn mình chưa làm đến cái bếp nướng phải không? À đúng rồi, ngồi ghế 6 giờ tối rồi còn chưa làm cái bếp nướng. Cái này là cái bếp nướng còn gì nữa. Cái gì này anh? Ê gì cái bọn này. Cái gì rồi anh bảo mày cắt cái này để làm cái gì? Đây, mày gắn cái này vào chứ. Đây, cầm. Đây, phải cho cái bếp vào chứ. Ui giời ơi, nè. Xong rồi tí để cái nướng ngang này. Ngon thế nhỉ. Đây, bây giờ là hàn nó vào xong rồi gắn vào đi mới được. Rồi, gắn nó vào đi. Chắc rồi đấy. Còn mình chờ bếp để nướng thịt lâu quá. Thế bây giờ bọn mình sẽ lấy xúc xích heo cao bồi để ăn nha các bạn, chưa đói quá. Tạm nào tạm thấy là xúc xích heo cao bồi 100% thịt heo nhập khẩu. Nguồn dinh dưỡng từ thịt là chủ yếu, nên là ăn rất ngon. Mà ăn tạm là ăn tạm nào? Đúng rồi, làm sao ăn tạm được, đưa cho anh. 100% thịt heo nhập khẩu, nguồn dinh dưỡng từ thịt mà ăn tạm là ăn tạm nào? À, mà tiện đây anh nhắc mấy đứa luôn nhá. Hiện nay thì xúc xích hộp thì rất là nhiều đúng không? Nhưng mà để mà mua được xúc xích sốt lắc heo cao bồi chuẩn ấy thì mấy đứa phải nhìn trên lắp hộp có in hình chú heo cao bồi trên lắp hộp thì mới là hàng chuẩn, hàng chính hãng nha. Mấy đứa ăn nhanh lên rồi ra phụ anh nhá. Chúc mừng anh hộp nhá. Ăn đi. Mình sẽ dùng lĩa đa năng để bóc xúc xích nha các bạn. Dùng lĩa để lấy xúc xích ra. Rồi, Vinh ơi. Vinh đi ra còn kia lấy cho anh một cái bịch than rồi đây. Vâng. Sau này anh này nó ăn mặc kỳ cục vậy ta.
Rồi. Được rồi. Ok anh. Ok anh. Rồi mà từ từ đã. Anh hỏi tí chứ không phải sao anh mặc kỳ cục vậy? Em đang học cho mấy ai đồ của em K-pop. À K-pop ấy hả? Vâng. Nhưng biết nhảy thôi không? Em biết. Đâu nhảy sao nào? Lên. Thôi đỉnh cao ấy. Ui. Thôi giờ đẳng cấp nhá. Nhìn như con lăng quang này. Ai cứu đầu hú. Dạ 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 dạ. Ôi nô, ôi nô. Ồ, yêu cung cua trời này mày. Không, tao tiền thôi. Rồi, cún chuẩn bị khoan, thằng Thắng nhấc cái máy motor lên. Để vào cho cún nó xoáy vào. Ốc nhỏ quá. Cần cần rồi nha. Cần cần rồi nha. Vâng, vâng. Cái này Thắng ơi. Đây rồi. The next day. Bây giờ bọn mình sẽ lắp xích vào đây nha các bạn. Lắp đi anh Hồ. Anh tưởng mày lắp chứ. Đâu, em đâu biết lắp. Tìm đâu rồi. Nào. Xong nha các bạn. Ok, dừng lên nào. Được rồi. Bọn mình sẽ lắp dây điện vào cái motor nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp quạt cho các bạn. Đưa cho anh. Bây giờ mình sẽ đốt than lên để nướng thịt nha các bạn. Bọn mình đốt than rồi nha. Bọn mình chỉ cần đợi anh Thái về là ăn thôi. Đây, đi đây rồi. Ở đây chúng mày không làm que xiên à? Ui giời, hai cái thằng đó to như quả nho này. Ngồi đến nãy giờ không biết suy nghĩ nên làm cái que xiên đi, ngồi đây làm cái gì? Đầu anh cũng to ngang bằng đầu bọn em đấy. Thôi cãi nhau làm gì, bây giờ đi làm cái xiên nướng đi. Không tiếng anh Thái đi họp về, anh Thái chửi chua. Ô anh Thái cũng đi họp à anh? Ô công tác ở đâu nhỉ? Cái quán bia ngoài kia đây, mấy cả mấy chị du cơm mi đây. Nhưng mà bây giờ không có tiền mua xiên nướng kiểu gì? Tự làm thôi. Tự làm á? Tự làm. Anh kiểu gì? Em có cách rồi. Đợi đợi. Đâu đây? Mày định lấy cái móc phơi quần áo của anh Thái làm xiên nướng á? Thì anh Thái gõ đầu cho đây. Thôi gấp năm rồi, lấy này là cũng làm tạm được. Ở đi. Ok ok ok. Đấy, thế là được một xiên này. Được đấy, được đấy. Ê, tí anh Thái treo quần áo kiểu gì? Đấy, vẫn tốt mà. Đi. Bây giờ bọn mình sẽ xiên thịt nhá. Anh em xiên thịt đi. Mình sẽ xiên một lớp thịt và một lớp ớt chuông nha các bạn. Vậy là máy của bọn mình xoay rồi nha các bạn, thành công rực rỡ rồi. 2, 4, 6. 2, 4, 5. Ui, một cây à? Thiếu mất một cây rồi anh Cún ơi. Thế để em thiết kế một cái nữa. Ok. 1, 2, ok. Được rồi. À, gì này? Sao mày cắt lại Tún này? Rồi. Cái thời gian nó làm cái khoảng cách của mày ngắn lại đấy em. Mày nghĩ ra cái cách đo bằng tay hay vậy mày. Dùng thước đo cho nó chuẩn đi. Mà mấy đứa kiếm được cái xiên đâu, mình nhìn cân quen nhỉ. Còn lâu mới biết anh ạ. Nhưng mà thành công rồi đúng không? Anh à, hôm nay bỏ tiền ra mua cả. Thôi được rồi. Thì mình vừa mới đi có công chuyện về nhà bạn. Và cái máy của mình nó hoàn thành. Thằng Hổ đâu rồi? Hổ nó xin về trước rồi anh ạ, à, nó có việc bận. Thôi được rồi, thế thì bây giờ anh nướng thịt rồi thì bọn mình chờ thịt nướng chín rồi ăn thôi chứ hả? Vâng. À, nướng rồi, sắp tối rồi nhà các bạn. Để đúng đấy em ơi. Rồi, và đây là xiên thịt nướng chín nha. Lấy thịt nướng ra đi mấy đứa ơi. Vâng. Rồi, lấy ra đây. Để ra tí anh em ơi. Đây, một đĩa luôn nha các bạn. Wow. Đây là được mỗi là đây là mỗi người một xiên đây. Mỗi người một xiên. Đây, xiên to cho thương nướng này các bạn. Em lấy xiên này đi. Đây, xiên to nhất này. Ô thế không ngay à, tôi rửa anh ăn nha. Ô. Cái này nóng. Ồ, thử lại, chấm đi mấy đứa, Chấm nào, chấm súp, liếm kem à nhầm. Ăn thịt nướng. Mời các bạn nha. Súp, mời các bạn nha. À, nóng. Ơi, ăn của anh. Mời các bạn nha. Ăn của anh à. Cay quá. Mấy đứa mày kiếm được xì dầu ăn đấy. Quay vào đi một thang em xin. Ui rồi, không mua vịt mà xin xì dầu. Ngon không em? Ngon, thế ơi. Có đá nhỉ.
Lúc làm thì ăn xúc xích heo cao bồi, làm xong thì để ăn thịt nướng quá đã các bạn ơi. Thôi nói chung là video hôm nay của bọn mình là hoàn thành mỹ mãn nha các bạn. Rồi chắc là bọn mình sẽ kết thúc video tại đây rồi. Bây giờ bọn mình ăn xong là cũng hết video rồi ấy. Rồi nếu các bạn thích những cái series chế tạo này nhớ cho bọn mình thật nhiều like nhá. Chia sẻ video trên Facebook cho bọn mình nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn đi mấy đứa. Bye bye.